6 vận động viên Việt Nam nghi dương tính với doping tại SEA Games 31. Ngày 14 tháng 9, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết Việt Nam đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu B đối với một số trường hợp vận động viên nghi dương tính với doping tại SEA Games 31. Theo thông tin trước đó, có ít nhất 6 vận động viên Việt Nam mắc doping. Kết quả xét nghiệm mẫu A của các vận động viên cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ mẫu B âm tính sau khi có kết quả dương tính với mẫu A là rất nhỏ. Trong số này có cả trường hợp vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Trong trường hợp bị xác định sử dụng doping, vận động viên sẽ bị tước huy chương, cấm thi đấu theo quy định của Cơ quan Phòng chống doping thế giới. Trường hợp vận động viên này tham gia các nội dung đồng đội thì sẽ ảnh hưởng cả thành tích tập thể, do kết quả thi đấu của vận động viên này ở tất cả các nội dung tham gia đều bị hủy. Hiện có thông tin vận động viên do thiếu hiểu biết, sử dụng thuốc trong quá trình tập luyện dẫn đến dương tính với chất cấm. Đây là một điều rất đáng tiếc, bởi theo một cựu vận động viên nổi tiếng ở môn điền kinh, vận động viên luôn được hướng dẫn kỹ về vấn đề này, đặc biệt là các vận động viên chuyên nghiệp.